chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cả nhà ơi, hôm nay Jessica sẽ làm món là xôi chiên bò với lại cốt chiên bơ. Hôm nay cũng là ngày 31, tức là ngày Halloween ở bên Mỹ đó quý vị, hay còn gọi là ngày ma đó. Bây giờ Jessica sẽ chuẩn bị cái mâm kẹo nè, để chuẩn bị một lát các em nhỏ tới, Jessica sẽ phát cho các em nhỏ cho vui. Jessica mới đi làm về, bây giờ cũng được 7 giờ rồi. Bây giờ Jessica sẽ chuẩn bị, khi nào các em nhỏ tới bấm chuông thì Jessica sẽ mở cửa. Các em nhỏ sẽ nói cái câu là treat or treat, mình trả lời là treat. Hello. Wow, look at that, so nice. You deserve more, okay? It's more for her. I got more candy than last time. Oh really, a lot? Mm-hmm. Oh, that's nice. I got like 5 more pieces. Ooh. Thank you. So you deserve more. Okay. So nice custom. I already have like 5. Oh really? Try, enjoy, okay? Bye. Oh, nice. Thanks. Oh, so beautiful. What's your name? Aline. Oh, beautiful name too. Trigger. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome, baby. Hello. Treat. Treat. Have fun, baby. Oh, sorry. Treat. Thank you. So nice. One second, babe. Treat. How are you? Good. Good. Thank you. Trick or treat. Yeah. You're so beautiful. Thank you. Hello. Beautiful. Wow, I love your custom. Thank you. Ooh. I like your house. It looks nice. Thank you, baby. I like your. You deserve more? I like it too. Dang. Trick or treat. Yeah, trick. These are nice. My two brothers. Wow. You look so nice. You're welcome, baby. Thank you. Bye. Wow, so nice. Oh, so beautiful. One second, okay? So nice, princess. Thank you. Here for you, baby. Thank you. Nice custom, huh? Nice. Trick or treat. Trick or treat. I love your custom. And then, thank you. Happy Halloween. Trick or treat. Happy. Thank you. Bye, girl. Stop running, don't worry. Hi. Trick or treat. Good. Oh, yeah. Thank you. That wasn't me. Thank you. That's yours. Oh, yeah. Watch it. No, I have to. Oh, that's nice. Where can I put the candy? You go ahead, babe. Oh, okay. Thank you. Babe, well, come thank on. You. Thank a good day. Happy Halloween. Yeah, happy. Wow. Hello. Wow, looks so nice. Hey, baby. Yeah. Oh, hi. Come here. So beautiful, princess. Come here, baby. Come on. It's for you. So beautiful. Say thank you. Oh. Let me fix your bag. Yeah. Oh, that's what's wrong. I'm sorry. Here. No problem. There we go. Thank you, girl. Thank you. You're so beautiful. You deserve more and you want more? I don't know. Okay. Thank you. Hey, don't fall down the hill. Treat. Thank you. So nice. Kẹo xong rồi quý vị ơi, bây giờ Jessica sẽ vô nấu món ăn. Cái này là khoai để mấy ngày đến lên mọng rồi nè, nên Jessica sẽ nấu làm cái món là xôi chiên.
mình cho xôi chiên, mình cho khoai vô, nó rất là giòn, nó giòn lâu lắm quý vị. Đó, bây giờ Jessica sẽ gọt cái củ khoai nè. Khoai này nó rất là ngọt luôn á. Jessica để ở ngoài cỡ khoảng 2 tuần rồi đó, nó lên mọng vậy nè. Mặc dù ít trong nó có sơ nhưng mà nó ngọt lắm. Jessica cũng rửa sơ cái đùi chim cút nè, rồi ngâm nếp khoảng nửa tiếng rồi mình mới nấu. Đó, cho cái nồi ngâm nếp như vậy thì cái nếp mình nó nấu sẽ rất là mềm và ngon. Bây giờ Jessica sẽ cắt sắc lá cái củ khoai nè, mình bỏ vô mình nấu chung với lại nếp luôn. Đó, Jessica đã để vò cái nếp nó sạch rồi, bây giờ mình cho vô nồi cơm điện mình nấu. Ở đây Jessica có là 400g nếp. 400g nếp thì Jessica sẽ đã ngâm nước nó nở rồi, bây giờ Jessica chỉ cho cái nước hơi nó sấp sấp trên mặt thôi. Như vậy thì nếp nó sẽ vừa chín, nó rất là ngon. Đó. Nếu quý vị nào thích ăn, mình thích ăn nước cốt dừa, lúc mà xôi nó gần chín, nó bật nút rồi mình có thể rưới nước dừa lên cũng được. Bây giờ Jessica sẽ chuẩn bị cái nồi dầu nóng nè, xôi rồi mình cho cái đùi chim cút vô mình chiên. Đó. Mình chiên tầm khoảng 20 phút là nó chín rồi. Ở đây Jessica có 40g đường cát với lại 1/2 muỗng muối, để chút xíu mình trộn vô cái nếp. 150g thịt bò xay. Bây giờ Jessica ướp vô đây là 1/2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào với lại là nước 1 muỗng cà phê nước tương. Đó, mình trộn đều với gia vị với lại là 1/2 muỗng đường với lại một muỗng tương ớt. Và Jessica sẽ trộn lên cho nó thấm vô cái thịt bò xay nè. Cái này mình làm thịt thịt heo xay cũng được, nhưng mà Jessica thích ăn thịt bò. Nếu mà xào thịt bò thì mình cho thêm cái gừng sắc nhuyễn vô, nó sẽ rất là thơm. Tại vì bò nó rất là hợp với gừng luôn quý vị. Nên Jessica sẽ xào, chỉ ướp vô gừng với lại xào gừng cho thơm nữa nè. Rồi sắc nhuyễn tỏi luôn. Cái món này món ăn chơi thôi, nên là mình làm nhưng thực ra là nó ăn nó cũng rất là no dai quý vị. Cái nếp với lại chim cút rồi đó, nếp nó no dai lắm. Đó, Jessica bằm ít củ hành tím nữa nè. Đó, rồi mình sẽ sắc hạt lựu cái củ hành tây, để chút xíu mình xào chung với thịt bò đó cho nó ngọt. Mình sẽ làm cái nhân. Jessica sẽ làm hai món, một cái món là xôi chiên với lại là nhân thịt bò xào, một cái món là xôi chiên không, mình ăn với chim cút chiên bơ, rất là ngon luôn quý vị. Đó, xôi nó chín rồi nè, bây giờ Jessica sẽ lấy ra mình giã cho nó nát tầm khoảng 50% là được, không cần phải nát mịn đâu, chỉ nát khoảng 50% là được. Đó, khoai nó cũng chín mềm rồi, Jessica sẽ giã cho nó nát đều, nó trộn đều vô nhau. Trong khi mình giã thì mình có thể cho cái 40g đường vô từ từ cho cái xôi của mình nó ngọt. 400g nếp thì Jessica cho vô một muỗng cà phê muối với lại là 40g đường cát nữa. Rồi bây giờ Jessica sẽ cho cái xôi lên bàn nè. Mình nhớ bỏ tí dầu ở dưới để cho nó đừng có dính, tại cái nếp mình nó dính lắm quý vị, nó dẻo nhưng mà nó dính. Đó, mình giã sơ sơ nữa cho nó hơi nát chút xíu nè. Bây giờ mình sẽ làm cái nhân. Trong khi chờ cái xôi cho nó nguội chút xíu thì Jessica sẽ xào nhân. Ở đây Jessica xào gừng, tỏi với lại củ hành tím lên cho thơm nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ cho thịt bò vô mình xào. Mình cho củ hành tây vô mình xào trước cho nó chín. Nếu quý vị nào mà thích ăn hành tây nó giòn á thì mình sẽ cho hành tây vô sau. Mình cho thịt bò vô trước rồi mình cho hành tây vô. Jessica không có thích cái mùi hăng hăng của hành tây á, nên Jessica sẽ xào cái hành tây trước cho nó chín luôn rồi mới cho thịt bò vô. Đó,
Nếu mà củ hành tây nó ra nước nhiều quá thì quý vị có thể là múc nước, bớt cái nước ra. Tại vì lúc mình phải xào cho nó khô thì mình tròn vô cái nhân bánh á, cái nhân bánh của mình nó sẽ giòn. Nếu mà nước nhiều quá nó sẽ không có giòn cái vỏ bánh ở ngoài nữa. Đó, cho vô khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu cho thơm nữa nè. Thịt bò của mình nó phải ngọt ngọt, mặn mặn, để mình ăn kèm với xôi rất là ngon. Đó, xôi thì Jessica sẽ quấn thành cục vô cái giấy, trong cái giấy kiến để gói thực phẩm á. Bây giờ Jessica sẽ cắt thành cái cục xôi vừa ăn, rồi mình sẽ bỏ lên tay á, bỏ vô miếng giấy, bỏ vô cái miếng nhựa kiến này luôn nè, để mình ép nó ra thành cục tròn tròn, dẹp dẹp á, mỏng mỏng. Thì lúc mình chiên cái vỏ nó sẽ phồng lên và nó sẽ giòn. Đó, chờ cái nồi dầu nóng, Jessica sẽ cho vô cái nồi dầu. Thì mình để lửa trung bình thôi, không có để lửa lớn quá, lửa lớn nó sẽ bị khét. Đó, nó sôi rồi nè. Bây giờ Jessica sẽ cho cái cục xôi chiên, xôi vô để chiên. Lúc mà bỏ vô thì nó sẽ chìm, khi nào nó chín nó sẽ nổi lên quý vị, nên đừng có lo nó không có dính đáy nồi đâu. Đó, cục xôi chiên đầu tiên nè, nó phồng lên nè. Lúc mình bỏ vô nó dẹp lép mà, lúc mình chiên xong nó phồng lên, nó rỗng ruột bên trong á, ăn rất là ngon. Đó, thơm quá chừng luôn. Cái xôi này mới làm xong ăn nó giòn lắm quý vị, nó giòn rớp rớp bên ngoài luôn á, nhưng mà bên trong thì nó vẫn dẻo mềm, ăn rất là ngon. Đó, cái này buổi tối thì mình ăn ít thôi, không nên ăn nhiều quá, xôi nó cũng khó tiêu quý vị. Cái này mình ăn buổi sáng đi làm cũng ngon. Buổi sáng mình ăn thì đi làm nó sẽ no lâu, no dài. Mình buổi trưa mình không có bị đói sớm. Đó, xôi quá chừng xôi luôn quý vị ơi. Nhìn hấp dẫn chưa? Đây, miếng xôi nó phồng to lên luôn nè. Đó, mình ép nó càng mỏng thì nó sẽ dễ phồng hơn. Mình ép miếng xôi nó dày quá nó sẽ không có phồng. Lúc mình chiên mình cứ đảo qua đảo lại như vậy thì miếng xôi của mình nó sẽ phồng to. Đó, đây quý vị ơi, hấp dẫn chưa? Miếng xôi nào nó cũng giòn rụm luôn, vàng ươm. Đó, mình ép càng mỏng thì nó sẽ phồng càng to luôn quý vị. Đây, bây giờ Jessica sẽ cắt nó ra để mình cho nhân vô. Đây, đùi cút chiên bơ nóng hổi luôn quý vị ơi. Mình chiên xong sau đó mình mới xịt nước bơ lên trên, nó rất là thơm.
Okay, mời cả nhà ăn xôi chiên với lại thịt bò. Thử miếng xôi này, giòn rụm luôn quý vị ơi. Thịt bò nó mềm, gia vị nó thấm rất là đều. Ở trong thì nó còn nước á, nhưng mà ở ngoài cái vỏ thì nó rất là giòn, ngon lắm. Có vị bùi bùi giòn giòn của xôi. Ngon quá trời ngon, giòn rụm luôn quý vị ạ. Đây chắc sẽ phải có thêm cái đùi cút chiên bơ nữa nè. Cái này thì mình ăn với xôi không, mình không có nhét thịt vô. Món này cũng rất là ngon. Đùi cút cũng mềm thấm rất là ngon. Tương ớt ngọt ngọt mặn mặn cay cay, thịt bò thì nó mềm ngọt, còn cái vỏ xôi ở ngoài thì nó giòn. Quá trời ngon. Như xôi không này. Đó, bên trong nó mềm, ở ngoài nó giòn. Ngon lắm quý vị. Nhưng mà ăn với gà quay, heo quay gì cũng ngon hết. Thêm cái đùi cút nữa nè. Bye, chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc quý vị luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Quý vị ơi, nếu quý vị yêu thích video, xin cho Jessica một like, một share và một đăng ký để ủng hộ cho Jessica nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye.